Từ khi bắt đầu làm mẹ rồi mình mới thật sự thấu hiểu điều này, nhận được món quà từ con. Nhìn cái dòng chữ rất là nhếch nhác mà mình cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Cái sự hạnh phúc này rất đặc biệt, không thể nào mà diễn tả hết bằng lời được. Vào những ngày lễ á, chị em nào độc thân hay chưa nhận được hoa đi ngắm hoa cùng tôi nè. Thường á, tôi với ổng chở nhau đi dạo phố để ngắm hoa. Người ta bán rất là nhộn nhịp luôn, vui lắm. Dài dài quá chừng luôn kìa. Tại vì chồng của hoa sưng á, không phải tiếp người á, tặng hoa, tặng quà vào dịp lễ. Nên chỉ đi dạo vậy tôi thấy đủ rồi. Dần dần cũng quen á mọi người. Dạo đã đời rồi, cuối cùng á, hoa sưng tìm một cái nơi. Không gian nó thoải mái tí xíu. Ấm cúng nữa. Tại mình có gia đình rồi. Ngồi về cho anh bạn nhỏ dễ chịu. Cái chỗ này thấy cũng thoải mái lắm. Mình đi ăn cái món yêu thích. Đó chính là món lẩu. Lẩu này á, thì mình cứ kêu. Kêu nhiêu tính tiền nhiêu. Thích món gì kêu món đó à. Trời bữa nay ngoài trời cũng se se lạnh rồi. Bình thường đã thích ăn lẩu mà lạnh lạnh bên ngoài vô trong ăn lẩu. Đó, sức chiêu nè. Đi đâu cái tật không bỏ. Cũng mê nấu nướng dữ lắm. Bà con có tin hai vợ chồng ăn cái lẩu này không? Có hai đứa tôi ăn à. Còn thằng nhỏ đó có món riêng rồi nó đâu có ăn món này nữa. Mình thích nhất là bò. Tôm thì rất là ngọt luôn. Cái viên này nè, nhìn màu sắc như vậy á, chứ mình cũng không thích lắm, vì ăn vô nó hơi ngấy ngấy. Hoa sưng chỉ cần vậy thôi à, bên gia đình ăn món ngon là được rồi.